Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 5 tháng 6 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Nghệ sĩ Hoài Linh giải thích và xin lỗi việc chậm giải ngân tiền từ thiện. Và theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, Hoài Linh nhận lỗi chủ quan sai trong việc chậm giải ngân tiền từ thiện. Làm từ thiện không phải việc đơn giản và dễ dàng. Tôi không lường trước sự phức tạp và khó khăn, không lường trước được hậu quả, ông nói. Trưa ngày 5 tháng 6, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã giải trình về công tác từ thiện trên trang YouTube cá nhân trong video dài 46 phút. Đây là lần thứ hai ông lên tiếng với nội dung dài và kỹ lưỡng hơn nhiều so với lần thứ nhất sau những điều tiếng về việc chậm giải ngân 14 tỷ đồng tiền nhận từ mọi người để làm từ thiện cứu trợ bão lũ miền Trung. Tôi xin lỗi, lời đến tất cả ông bà, cô bác đã quan tâm, bức xúc về việc làm từ thiện của tôi vừa qua. Một lời xin lỗi chân thành. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi mượn clip này không phải để biện minh mà như một lời giải bày, tâm sự đến quý vị. Để giải thích vì sao tôi giữ số tiền từ thiện này quá lâu như vậy, gây nhiều bức xúc và phẫn nộ, Hoài Linh nói. Điều đầu tiên, về lý do kêu gọi từ thiện lũ lụt miền Trung, thì Hoài Linh cho biết ông bắt đầu kêu gọi đóng góp vào ngày 20 tháng 10 năm 2020. Trong bài đăng kêu gọi ngày hôm đó, ông ghi mục đích quyên góp là ủng hộ bà con khắc phục sau lũ bằng hiện kim, ưu tiên những nơi thiệt hại nặng nề nhất và mua đồ dùng học tập cho các cháu. Thứ hai, Hoài Linh kể về lý do bệnh tật. Cụ thể thì vào ngày 19 tháng 10, Hoài Linh vào bệnh viện xạ trị. Thì ngày 20 tháng 10, ông đăng status kêu gọi sau khi xạ trị. Ông được yêu cầu cách ly do uống iốt phóng xạ Y-131. Trong thời gian đó, theo ông vẫn cập nhật số tiền quyên góp. Ông nói, ngày 11 tháng 11 năm 2020, ông đóng góp tài khoản quyên góp và dự định lên đường. Thứ ba là về kế hoạch đi từ thiện miền Trung thì Hoài Linh cho biết lúc đó có một số vùng cao ở miền Trung bị sạt lở nên chính quyền địa phương khuyến các thiện chưa nên đến. Sau đó thì ông vướng một số lịch diễn nên định ngày 7 tháng 12 lên đường ra Vinh, Nghệ An. Nhưng lúc đó thì thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện dịch Covid-19 nên tỉnh Quảng Bình có công văn yêu cầu rà soát người đến từ vùng dịch, do đó ông tạm hoãn chiến dịch. Hoài Linh nói sau đó ông có kế hoạch ra miền Trung sau Tết năm 2021, nhưng hoãn vì thấy sức khỏe không ổn. Một số bạn bè ông ở Quảng Nam tổ chức làm từ thiện Tết nên ông đã giải ngân hai lần 700 triệu đồng và 200 triệu đồng để ủng hộ cho hoạt động này. Về việc đi với một nhãn hàng ở Tây Bắc vào tháng 1 và tháng 4 thì Hoài Linh giải thích những chuyến đi này ông không tham gia tổ chức mà chỉ cần có mặt nên việc chuẩn bị không tốn thời gian, công sức như đi miền Trung. Hoài Linh cho biết ông dự định đi miền Trung vào tháng 5 và đã nhờ các anh chị em nghệ sĩ liên hệ với chính quyền lên lịch vào tháng giữa tháng 5. Nhưng dịch bùng phát trở lại cuối tháng 4 nên chuyến đi từ thiện hoãn đến tận bây giờ. Thứ tư là Hoài Linh còn kể ra các cú sốc tinh thần của năm 2020. Khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời và sau đó người dì ruột được Hoài Linh coi như là người mẹ thứ hai cũng qua đời tại Mỹ. Thứ năm là Hoài Linh nhận sai khi đến bây giờ mới ủy quyền người quen đi trao tiền từ thiện ở miền Trung. Chất vấn vì sao trong mùa hè lại đi làm từ thiện lũ lụt, ông khẳng định lại mục đích là khắc phục sau lũ. Hoài Linh nói, tôi nhận lỗi hết, do tôi chủ quan, tôi sai trong việc chậm giải ngân tiền. Việc giải trình này không phải để biện minh cho sự chậm trễ trong công việc từ thiện mà để những người yêu thương tôi hiểu được tôi và những người góp ý, phê phán, tôi thông cảm cho tôi. Làm từ thiện không phải việc đơn giản và dễ dàng. Để làm từ thiện tốt, không chỉ muốn làm được, tôi không lường trước sự phức tạp và khó khăn trong công việc làm từ thiện nên mới dẫn đến hậu quả như thế này. Một lần nữa, xin chân thành xin lỗi quý vị. Và đó là thông tin ngày 5 tháng 6 về nghệ sĩ Hoài Linh trong việc vụ 14 tỷ quyên góp cho đồng bào miền Trung lũ lụt. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích và hay thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và đừng quên ấn đăng ký và chuông để theo dõi những cái thông tin mới nhất trong ngày. Tạm biệt anh em.